Còn hơn lời hát à Mộc Bộc, đàn ông Vũ Văn Tuyến, Sao Xuân Vân, Bọc Vân Lai, Di Mộc Bộc, Sở Hà, Mộc Bộc Đăng Heo, Mộc Bộc Cát Quế. Tiêu Cũng Manh sợ áo tràng thương hiệu Mộc Bộc Sở Hà. Qua trước lớp tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật, đàn ông Tuyến còn la lan dầu đầy sợ, đào dung chăm kèm hướng cục kìn Việt Gáp, hái liều khai tùm bọc Mộc Bộc đàn đầu. Chất lượng Mộc Bộc đeo áo tràng, ta lấy áo tràng sổ nhập dầu đầy lan. Làm lại cửa Việt Gáp thì thực ra là nó cũng đòi hỏi, nó cũng khó hơn, thế cho nên là lao chăm nương lấy các mộc bộc chọc đôi hơn, kiên mộc bộc chất lượng hơn, hiệu quả kinh tế cả hai đáy hơn, cục Việt Gáp khó hơn, từng mộc bộc cụ ọc gì mấy chất lượng hơn, giá cả này bán nó cũng được giá hơn. Mộc bộc dưới cầm mấy cục chanh dầu xuân vân tá cây châu khát đà lúc nấy kẻ tôm po cầm mộc bộc không sợ đã hơn đơn hơn pẹt bạc khát đà đời cặn mấy áo lôi bạc khát đà đang hay lâu mạc. Vân Lai cho bán mưng đời xà xẻo cón bọc mặc bộc, từng lần lai tiết dâu chụp bán, xoài hà, xoài đát, đồ thượng. Giờ nấy, đã mấy kế hoạch tiêu cụm manh cơ mặc bộc mán đời, áo thoại lâu nhập lang sợ ổn định hãy dần. Đại cặn, ra được cụm manh tiên dân hòng mặt trận Tổ quốc châu cấp đời công vị nấy. Mặt trận quốc đã phối hợp với ban dân cùng với các thành viên mặt trận tuyên truyền. Mặt trận Tổ quốc đã công việc cón ủy ban nhân dân, cón cho thành viên mặt trận tuyên truyền đàn dân công việc cụ mạch kinh tế xã hội hòng sợ, tệ di cục tiền cụ kiên hàng hóa cờ kiên mạc hòng sợ, áo thoại hiệu quả kinh tế làng, nhân đơn học cón tổng lâm đàn dân. Tá công việc tuyên truyền cụ vị còn cho đơn vị đài chuyển giao khoa học kỹ thuật hen dần cụ kiên kèm hướng hữu cơ sau Việt Gáp. Phối hợp với các tổ chức, các đơn vị người ta về để tập huấn các khoa kỹ thuật cho nhân dân, sản xuất theo hướng hữu cơ. Hai là sản xuất Việt Gáp. Tôi là có xây dựng cái quy chế phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các. Lào lập ấn quy chế sẽ cả cục vịt để cần phải rõ hái bản tổ chức, trách nhiệm kèm ban nội dung công việc khẳng bừng là đánh giá cho ná mang đáy tiêu mời giải pháp ném cái lời là lần. Về cụm mặt kinh tế tập trung xây cực kiến mạc, mặc bộc. Lào là tiền hai hái sản phẩm, ra hái hợp tác xã cụm nà xin lò mối liên kết hai sản phẩm hay pin hùng. Thực hiện trong các thời gian tiếp theo, cái việc là phát triển kinh tế của bà con là chủ yếu tập trung vào phát triển cây ăn quả. Trong đó có đặc biệt là cây bưởi. Chúng tôi cũng giao cho hợp tác xã nông lâm nghiệp là đầu mối để gắn kết các nhà doanh nghiệp đến tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Mộc bộc xoài hà đã đạt cấp chứng nhân chỉ dẫn địa lý, áo thỏi thu nhập làng sẽ ổn định hay dần. Đại cạn, men cóp lanh mấy ý hong mặt trận Tổ quốc. Bản vận động, lêu dân đoàn kết quân bán mương cụm nả mọ, đô thị văn minh đã thao đen thái đuôi mạnh, đài nhận thức của dân, cục thần ý chí, vườn hấn của mạch kinh tế, các phân quấn mệt tôm lào đẹp nghìn càng đùi mọ. Bày Long xin người dịp, báo Nguyễn Danh Huy bán sỏi tiền sở Phúc Ninh viện Yên Sơn đã học chuyển đuôi cạ hèn xương vai sư kèm phương pháp xương lằng, xương béo. Báo Di Dư mời bày vai sư tá ngươi xịp bẹt đừng làm cho á tú. Đã tập huấn kỹ thuật chạm xương, cách ủ nhứ, phòng pình hái vai sư. Lúc nấy trang trại hèn xương họ làm báo Di Đàng cuộc kỳ đẻ đời, do hái theo nhập làng. Tức là mình chăn nuôi nó vừa đỡ rủi ro mà hơn nữa mình lại có cái lò hen sưng vừa nay rủi ro vì vừa mời nguồn phân bón hữu cơ hái cực kỳ mạc đánh trồng rất tu sư sư ca hai thị trường đáy há xếp lần há xếp há triệu chứ lêu cây sẻn báo sen lơi xê lâu đáy tá xếp há lần 10 triệu tạo vị cục thâm nhập hái cạn làn ổn định hơn, giúp cái cuộc sống nó duy trì nó ổn định hơn. Tiểu hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp viên đoàn Yên Sơn đã họp lại kênh hỗ trợ trạch vốn ưu đãi tiểu giúp đoàn viên mời sẻn vốn đòi cụ mảnh cụ kín. Do lần áo thang chất lượng hẳn cục công tàu vị cục áo thang thầu nhập sẽ đuôi mò xì đẹp hai thanh niên họ hiệu quả phong trào với con thanh niên cục kiên lập nghiệp bình la vị cục đời định hướng nghề nghiệp hái đoàn viên thanh niên tổ chức đoàn thanh niên giờ để phiền lúc đấy đang quản lý chia sẻ lộc tổ tiết kiệm trạch vốn còn khe sẻn vốn tín chấp hơn rất bạc tỷ môn hay hơn long xin lộc bạc là hẳn trạch đại cặn mới hơn tam bạc là hẳn trạch xì đoàn viên thanh niên những cái nguồn vốn trong cái thời gian vừa qua thì cũng đã tạo ra những cái công sen vốn đời cho phải vừa qua thì đã tạo ọc về cục đời đời cho phải là lần lao sĩ án tăng chất lượng ủy thác hoặc ngân hàng chính sách hai cho ban đoàn viên thanh niên đời xã tiêu cho ban mấy lai định hướng đời tương lai hơn do cung may kinh tế Hà Lan Lào các bạn đoàn viên thanh niên trong trên địa bàn xã để cho các bạn có nhiều định hướng trong tương lai hơn và phát triển kinh tế cho gia đình. Trong thời gian vừa qua thì huyện Sơn cũng có rất nhiều các cơ chế chính sách dành cho đoàn viên. Đây là về vừa qua, viên Yên Sơn xin mời lại cơ chế hái đoàn viên thanh niên, nâng cho cơ chế chính sách đầy trạch vốn ngân hàng hái đoàn viên thanh niên, có chính sách ưu đãi, họ cho lớp tập huấn hái đoàn viên thanh niên, xin tạo điều kiện hái đoàn viên thanh niên bày tọc xăm, làm mô hình cục kinh tế khá đầy so với nộp đánh. Khá trong và ngoài tỉnh.
còn ăn to giúp hòng cho các bộ đoàn ăn năng động sáng tạo hòng ban đoàn viên thanh niên đời cụ mời kinh tế đã có phần háo chương trình quần bán mưng cụ nằm mò rồi công việc áo lông hó giờ đầy phiền.